Hôm nay các mình giới thiệu cho một cái máy in HP Laser R400 M401 DNE. DNE tất nhiên là cái máy này là in hai in laser trắng đen hai mặt, là nó chữ D duplex, còn N là led quạt, E là e fin là in qua mạng, in qua mail rồi này cái thứ. Thì những cái máy in mà có chữ DNE nó mới mắc. Máy in rồ đó thì cái màn hình của nó là đẹp, độ nét của màn hình của nó là không nào qua được hết, mặt dạng phay nhôm nòng súng y chang như nòng súng AR-15. Đây là khay máy rất mới đó, khay giấy có thể điều chỉnh nhiều khổ. Mình bỏ giấy vô cái ấy. Đây là giấy khay tay, máy y như mới. Đây là mực, lôi là mực ra. Đây là lọ mực, lọ mực là mua dễ dễ dàng, bơm cũng dễ nữa đó. Máy máy in á, mà cứ cái HP nào mà có cái màu xanh nhá, là cái chỗ rồi mình để ngón tay vô mình mở lên để coi kẹt giấy rồi đó. Đó chỗ này có cái màu xanh, mở gì đây trời, mở lên ha, mới tinh, hàng nước ngoài, là hàng từ bên nó về là cái nào cũng ngon hết. Rồi thì bây giờ đó, cái máy này á, là cái độ phân giải tối đa là 1200 dpi, nó là in tốc độ tối đa là 33 trang một phút tới 35 trang một phút, in in trong một ngày từ 750 tới 3000 trang, trong một tháng là tối đa 50.000. Những cái chi tiết của cái máy á, và thì mình sẽ trong YouTube á, thì bạn sẽ coi ở dưới cái phần dưới mình có ghi rõ luôn, tại vì á, để tránh mất thời gian á, đọc ra nó lâu. Bây giờ đó là tất nhiên là cài đặt thì quá dễ rồi, mình in thử thôi, mình in thử đó, tắt đi. In cái máy này in hai mặt đó lên là mình á, đó mình mở này lên. Tại sao cái này cái máy tính nó khủng ta, máy tính sao bấm vô nó bị gì vậy trời. Tự dưng cái máy bị khủng. Rồi mình á, in đây thì file tự dưng cái máy tính nó bị khùng. File green đó, mình chọn máy in, sorry, tự dưng cái máy tính nó sao nó bị khùng. À, mình chọn đúng máy in, cái mình Roberti, cái mình in chỗ này, chỗ này thì dễ rồi, ai cũng biết rồi. Mình chọn letter ha, A4 này, chỗ paper suộc thì mình để ô tô, còn paper sheet thì thường là giấy của mình nó chuẩn này, còn pin on both side thì mình chọn no là in một mặt, còn z nip over là in hai mặt, mình ok một cái đó. Bây giờ thử cho bạn thấy nó sẽ in hai mặt. Rồi bỏ cái này xuống, máy in in rất là êm, mà là dòng rồ lên nó chạy quý phái. In hai mặt thì nó sẽ chậm, nó cảm giác nó như là chỉ bằng 1/4, tại nó phải kéo ra kéo vô. Đó, nó in ra bản in rất là đẹp. Rồi bây giờ đó mình sẽ in cho bạn đó, là thấy là cái máy này nó chạy một mặt như thế nào.
cái mình file và print, cái mình chọn đúng máy rồi mình robot đi, mình tắt cái in hai mặt đi, edit over mình no đi thì nó sẽ in mặt ha. Ok. Rồi. Máy nó nhập vô rất là nhanh. Rồi xong. Rồi, máy nó thì chỉ có nhiêu đó thôi.